chiếc ghim lùng cho anh em ít lúa đi làm thì cà phê rồi cũng ok lắm ha. Cái hình khá là đẹp á, ghim lùng này ghim lùng Đài Loan nữa nè, mắc in Korea nè anh em ha, hãng Đài Hoa này chính hãng Hàn Quốc á. Máy hết im không đó, máy nổ im ru, vậy đi cà phê đi làm đi gì cũng được hết. Hãng Đài Hoa này cũng hãng lớn nha nè, bô Đài Hoa còn luôn. Giờ thắng xịn nè, giờ thắng này không có ít mấy sĩ á, giờ thắng của Jim Rùng Thái á, hơi yếu bình nè em ơi, xe cũng ít chạy. Máy ngon lắm. Rồi 6.9 anh em nha, nhích lên chút nè để cho nó. Máy im lắm. Mấy cái dòng này thời 68 mà S3, S2, S3 này cũng không có rẻ đâu. Mua mấy con này cũng không rẻ đâu. Mười mấy cũ ở thời đó đó anh em. 18, 19 cũ ở thời đó đó. Đó. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ thôi. Mua về phơi pháo đi làm cái gì đó cũng là khá là ok. Ghim dễ xài. 6.9 anh em nha. Rồi, xin cảm ơn.